Mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin trong nước và cùng với những thông tin giáo dục đáng chú ý. Thưa quý vị, kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 18 và ngày 19 tháng 6. Theo hướng dẫn của Liên ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì thí sinh sẽ phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm bài. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, trong quá trình thi, 100% cán bộ, giáo viên vẫn phải đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ trong mỗi buổi thi. Nếu có biểu hiện ho, sốt, cán bộ báo cáo các cán bộ y tế, test nhanh kết quả dương tính sẽ không tham gia phục vụ thi. Đối với thí sinh năm nay có điều chỉnh linh hoạt là thí sinh mắc COVID-19 hay thuộc diện ca bệnh nghi ngờ vẫn sẽ được bố trí dự thi tại các phòng thi riêng. Tất cả các thí sinh dự thi đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó tiếp tục đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.